Đây sẽ là cái video nói về khái niệm tỷ số của hai đoạn thẳng Hai đoạn thẳng tỷ lệ là gì? Mở đầu cho cái bài định lý Talet ở lớp 8 Thì chúng ta nhắc lại với nhau ở lớp 7 Bài dãy tỷ số bằng nhau Bài tỷ lệ thức Bài tỷ số Thì ở lớp 7 người ta định nghĩa thế nào? Tỷ số của hai số A và B Là thương của hai số đó thương của hai số đó và người ta sẽ ký hiệu là a chia b hay còn viết là a phần b và tất nhiên trong trường hợp b phải khác không thì người ta mới tính tỷ số bởi vì muốn chia thì cái số chia nó phải khác không mà như vậy tỷ số là là phép chia a chia b hay là a phần b đó là nói về số ở lớp 7 bây giờ sang lớp 8 cái bài đầu tiên của chương định lý Talet ấy thì người ta có khái niệm về tỉ số của hai đoạn thẳng nhá. Thì, thế nào là tỉ số hai đoạn thẳng? Bởi vì đoạn thẳng nó là hình học. Đoạn thẳng nó là một cái hình vẽ ra mà. Thế nhưng mà hình vẽ thì nó có gì? hình vẽ nó có độ dài. Vậy người ta cũng phải khái niệm với chúng ta cho nó rõ ràng trước khi học một cái, khái niệm mới, một cái vấn đề mới, một cái chương mới. Thì ý đầu tiên nói với nhau vào đây. Tỉ số của hai đoạn thẳng tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài Đây, nói rõ ra tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng đó của hai đoạn thẳng đó nhưng mà chú ý là gì chú ý là phải cùng đơn vị đó mở ngoặc cùng đơn vị đó nhá ví dụ khi người ta cho đoạn AB mà bằng 3 cm đoạn CD bằng 7 cm. Thì bây giờ tỷ số của hai đoạn thẳng này là gì? Tỷ số là 3/7. Thế nhưng nếu mà người ta cho AB bằng 3 cm, CD lại bằng 7 dm thì tỷ số của hai đoạn thẳng là gì? Không phải là 3/7 đâu nhá. 3 cm thôi còn đây là 7 dm đấy. Vậy tỷ số ở đây chúng ta phải đổi cái này ra là 70 cm và tỷ số sẽ phải trả lời vào là 3/70. Và tỷ số thì nó không có đơn vị Nó chỉ là là tỉ số theo cái nghĩa của lớp 7 thôi Nó là tỉ số của hai số thôi Hai số đó là gì? Nó là hai cái độ dài của hai đoạn thẳng đấy Mà độ dài thì nó là số nhá Còn cái đơn vị thì mình hiểu là mình chia cho nhau nó hết rồi Mình hiểu thế nào? Mình hiểu là AB chia CD thì bằng 3cm Chia cho 7cm Thì cùng đơn vị thì mình bỏ đi Nó chỉ còn có 3 phần 7 thôi Như vậy chốt ở đây là tỉ số hai đoạn thẳng tỷ số của hai đoạn thẳng là là một số mà không có đơn vị đấy nó dễ thôi nhưng mà mình phải chốt với nhau thế cho nó chắc được không nào rồi cái khái niệm tiếp theo ở đây trước khi chúng ta đi vào cái bài định lý talet là gì là hai đoạn thẳng tỷ lệ thì thế nào là hai đoạn thẳng tỷ lệ thì chúng ta định nghĩa vào đây hai đoạn a b c d được gọi là tỷ lệ với a phẩy b phẩy c phẩy d phẩy nếu như nếu như có tỷ số có tỷ số gì ab chia cho cd bằng a phẩy b phẩy chia c phẩy d phẩy ở đây là chúng ta có bốn đoạn tất cả nhé hai đoạn này nó tỷ lệ với hai đoạn kia theo tương ứng thứ tự mình viết như vậy nếu như mà AB chia CD bằng A phẩy B phẩy chia C phẩy D phẩy để lấy ví dụ rồi đây đây, đây viết lên cao một tí nhá còn tất nhiên nhớ lại cái phần lớp 7 ấy, khi mà mình đã viết được như thế này rồi thì mình cũng có thể viết là gì là AB chia A phẩy B phẩy bằng CD chia C phẩy D phẩy chúng ta cứ hình dung là chúng ta có bốn cái con số mở ngoặc là bốn cái độ dài của của bốn đoạn và người ta nói thế nào người ta nói là AB và CD tỷ lệ với hai số bên này ví dụ như thế này đây AB thì thầy cho là bằng 4 cm CD thì cho là bằng 7 cm thế à A phẩy B phẩy thì cho là 8 cm còn C phẩy D phẩy thì cho là 14 cm thì rõ ràng mình sẽ nói là gì mình sẽ nói là AB và CD tỷ lệ với A, phẩy B, phẩy và C, phẩy D, phẩy vì vì sao? Vì 4 phần 7 4 phần 7 Nó lại bằng 8 phần 14 Nó lại bằng 8 phần 14 Đúng không? Đúng Bởi vì chúng ta có thể đi rút gọn 8 phần 14 thì bằng 4 phần 7 Từ đây sang đây là mình chia 2 Từ đây sang đây mình cũng chia 2 Chia cả từ ở mẫu cho 2 Mình rút gọn đi mình thấy nó bằng nhau Vậy mình nói như thế này Hoặc là mình có thể lập luận là vì sao Vì A chia A phẩy bằng B chia B phẩy Đấy tức là vì 4 chia 8 Thì nó bằng 7 chia 14 Mình đang nói theo tỷ số này này Thì cũng đúng thôi đúng không Mở không ạ Tại vì 7 phần 14 thì mình lấy 7 chia 7 còn dưới này là 14 chia 7 thì kết quả ra 1 phần 2. Thế còn cái ông 8 phần 4 thì sao? 8 phần 4, mình lấy 8, Ủa? 4 phần 8 chứ. Thì nói nhanh là nó bắt đầu lộn tùng phèo cả rồi. 4 chia cho 4, còn đây là 8 chia 4, rút gọn cũng ra 1 phần 2. Vậy là bằng nhau. Và như vậy thì mình sẽ nói là hai cái đoạn này nó tỷ lệ với hai đoạn kia. Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ về độ dài ấy. Nhá. Đấy, thì làm một cái video sơ sơ nho nhỏ ban đầu như này trước khi chúng ta bắt đầu vào cái bài định lý talent của hình lớp 8